Thưa quý vị và các bạn, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những thông tin trên các tờ báo khác nhau, số ra sáng nay cũng như số ra cuối tuần vừa rồi, để xem thử là tình hình phản ánh ở trên báo chí về dịch bệnh COVID-19 như thế nào. Đầu tiên, chúng tôi xin được chất đọc cùng quý vị và các bạn bài báo trên báo Thanh niên số ra sáng nay, trang 4 mục thời sự. Đó là bài báo địa phương đề nghị được công bố các ca bệnh COVID-19. Theo đó, thì thành phố Đà Nẵng vừa đề nghị được ủy quyền công bố các ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn để tạo cơ sở cho công tác phòng dịch tiếp theo. Thực tế cho thấy là việc địa phương không có thẩm quyền công bố ca dương tính đã gây ra những khoảng trống thông tin, khiến cho dư mạng dư luận vô cùng hoang mang. Ngày 12 tháng 3, trao đổi với phóng viên báo Thanh niên, ông Lê Trung Chính, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố Đà Nẵng vẫn đang đợi quyết định của Bộ Y tế cho phép công bố kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Trong khi đó thì không có chuyện Việt Nam để virus tự nhiên lan truyền nhằm tạo miễn dịch cho cộng đồng. Theo thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, minh bạch thông tin là một trong những yếu tố chống dịch thành công để người dân được biết cùng tham gia và ngay từ đầu thì dịch của chúng ta chúng ta đã làm như vậy. Thông tin về dịch COVID-19 được công bố một cách minh bạch, kịp thời và không hề che giấu. Tuy nhiên, Thứ trưởng Long cũng cho rằng với rất nhiều thông tin tràn lan, tràn ngập hiện nay nhất là trên mạng xã hội, vẫn còn những cái nhận thức sai lầm về công tác phòng chống dịch của Việt Nam, gây tâm lý hoang mang do tiếp cận thông tin một cách không chính xác. Do đó thì theo ông Long, mỗi người cần chủ động phòng dịch, tự bảo vệ sức khỏe cho mình, bảo vệ cho chính mình trước tiên là về độ an toàn thông tin trước những nguồn thông tin chính thống hoặc là không chính thống tham gia bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Đồng thời thì chính quyền các cấp cần phát huy vai trò giám sát của người dân đối với những người có nguy cơ lây nhiễm ví dụ như là phát hiện ai đi từ vùng dịch trở về mà chưa được cách ly thì phải lập tức báo tin cho chính quyền. Đặc biệt đường dây nóng của Bộ Y tế luôn sẵn sàng tiếp nhận giải đáp hỗ trợ người dân những thông tin về việc phòng chống dịch. Cũng trên báo Thanh niên số ra sáng nay trang năm có một số các bài báo ví dụ như là các hoạt động khác nhau để chống Covid-19 thì quý vị và các bạn chúng ta có thể đọc ở trên báo Thanh niên. À, trong khi đó thì chúng tôi xin được giới thiệu tờ báo tiếp theo cũng có rất là nhiều những cái trang báo dành cho thông tin liên quan đến dịch uh, Covid-19 sáng nay đó là báo tuổi trẻ. Chúng tôi xin được trích đọc cùng quý vị và các bạn. Theo đó thì uh, tại trang 2 của báo tuổi trẻ có đề cập đến một cái vấn đề mà dư luận cũng quan tâm trong thời gian vừa qua đó chính là thông tin về việc là liều tại các cửa khẩu chúng ta đã thực sự kiểm soát một cách chặt chẽ công việc xuất nhập cảnh chưa dẫn đến việc là rất nhiều người trở về từ Anh, từ Mỹ trong thời gian vừa qua đã trở thành F0 tức là những nguồn lây nhiễm đầu tiên trên đất nước của chúng ta. Theo bài báo ở trên trang 2 của báo tuổi trẻ, vấn đề hôm nay, bịt lỗ hổng ở cửa khẩu thì dù ngành y tế trong thời gian vừa qua đã có rất nhiều giải pháp như đo thân nhiệt tại sân bay cửa khẩu, khai báo y tế, tạm dừng miễn thị thực nhưng vẫn còn nhiều lỗ hổng trong khâu xuất nhập cảnh khiến cho người nhiễm Covid-19 có thể tự do đi lại ở trong nước. Trao đổi với báo tuổi trẻ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết ngoài các giải pháp như là đo thân nhiệt, chuyển báo, triển khai, khai báo y tế, đến nay chưa thể triển khai các biện pháp khác tại khu vực các sân bay quốc tế. Không thể thẩm vấn hành khách ở sân bay được mà chỉ có thể tăng cường khuyến cáo khai báo. Nếu như khai báo không trung thực thì chính hành khách phải chịu trách nhiệm với cộng đồng và pháp luật ông khẳng định là thông qua việc tăng cường kiểm soát bằng việc khai báo y tế điện tử các apps hiện nay đang được đưa vào sử dụng thì chúng ta cũng có thể kiểm soát được một phần hành trình của các hành khách đi trên các chuyến bay quốc tế khi nhập cảnh vào lãnh thổ việt nam chỉ hành khách không cố tình khai báo một cách không chính xác hoặc là chuyển nơi ở tại các khách sạn thuộc cơ quan y tế buộc phải đuổi theo đi tìm với trường hợp này bộ y tế đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn ứng dụng các giải pháp kỹ thuật khác nhau nhằm đưa công nghệ thông tin vào như là một phần để xác định nơi ở và nơi di chuyển của khách đang ở đang có mặt ở đâu để có thể kịp thời đưa các giải pháp pháp cách ly và điều trị. Thừa nhận việc khai báo y tế hiện nay vẫn còn nhiều lỗ hổng, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn khẳng định, theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm cần có biện pháp xử lý các đối tượng không khai báo hoặc là khai báo một cách không trung thực. Vâng thưa quý vị và cùng với đó thì một số báo như là người lao động và tiền phong cũng đăng rất là nhiều thông tin và câu chuyện liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Theo đó trên số báo người lao động sáng nay thì Vân Anh cũng có thấy một tiêu đề mà mình rất là tâm đắc. Có thứ đáng sợ hơn cả Covid-19 đó chính là hãy bình tĩnh lại. Trong lúc này sự bình tĩnh, niềm tin, kiến thức tự phòng bệnh và ý thức của người dân rất lớn. Đó chính là những viên gạch xây nên sự thành công trong cuộc chiến. Ở Việt Nam thì như mọi người cũng đã thấy đó, tỷ lệ người chết do tai nạn giao thông còn nhiều hơn số người chết chết do dịch bệnh này. Vậy thì chết do dịch bệnh này không phải là một thứ gì đó quá đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ đâu ạ. À. Và rất mừng là toàn bộ chi phí điều trị cho một bệnh nhân nhiễm bệnh đều đang được nhà nước chi trả. Đây là điều chúng ta nên mừng vì được là công dân ở Việt Nam. Ở một số quốc gia khác, bệnh nhân phải là người chi trả phí điều trị và chắc chắn là số tiền này không hề nhỏ chút nào. Không ai muốn những người thân yêu của mình bị bệnh. Vì vậy, nếu như chúng ta chẳng may bị mắc một căn bệnh có thể lây truyền cho người khác, thì chính bạn phải tự có ý thức cách ly để tránh cho người thân và sau đó là cộng đồng bị lây bệnh. Sợ bị nhiễm bệnh trong khu cách ly y tế đó là điều mà rất là nhiều người dân hoang mang khi mà nghĩ đến cái từ cách ly. Sợ bị lây bệnh trong khi cách ly cùng với những người khác là mối lo của không ít người. Các bạn cũng nên yên tâm khi mà y tế chúng ta biết cách và triệt để thực hiện việc phòng ngừa lây nhiễm giữa những người đang được cách ly và như cũng thấy là một số nghệ sĩ của chúng ta sau khi đi lưu diễn từ nước ngoài về cũng đã phải tuân thủ theo điều kiện cách ly và họ đăng rất là nhiều hình ảnh rất là lạc quan nào là cơm ăn đầy đủ ba bữa thậm chí là khẩu phần còn đầy đủ chất dinh dưỡng hơn khi mà mình ở nhà mình tự nấu ăn và ngoài ra điều kiện cách ly còn có bạn bè được dậy sớm được theo một thời khóa biểu rất là điều độ và khoa học thì điều này càng chứng tỏ hơn là việc cách ly không có gì quá là đáng sợ và mới đây thì báo Tiền Phong cũng chia sẻ thêm một tiêu đề về bảo tinh giả trong đại dịch. Khi mà tâm lý bày đàn bị kích động sẽ làm miếng mồi cho những kẻ trục lợi. Ngoài nguy cơ mất thông tin cá nhân bị phát tán mã độc, tin giả còn gây hoang mang cho dư luận xã hội, thể hiện rõ nhất qua lần dân đổ xô đi mua sắm tích góp đồ ăn vừa qua trong dịch COVID-19, rõ ràng Việt Nam của chúng ta là quốc gia có thể sản xuất về nông nghiệp cho nên chúng ta không lo thiếu gạo hay là mì gói và vẫn không hiểu tại sao mọi người vẫn giữ tâm thế là đi ra siêu thị đổ xô mua thật nhiều để tích trữ trong gia đình của mình. Theo một số chuyên gia, việc minh bạch thông tin kịp thời sẽ góp phần ngăn chặn thông tin giả tin đồn. Trường hợp thông tin chậm, thiếu thống nhất giữa các cơ quan sẽ làm cho tin đồn lan nhanh. Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, Sở đã tổ chức hợp với các doanh nghiệp của 52 trang tin điện tử mạng xã hội có lượng truy cập lớn như là báo mới, tin tức Soha Auto đề nghị các đơn vị lan tỏa các bài viết phản ánh các nỗ lực của các cấp, các ngành và người dân thủ đô trong công tác phòng chống dịch, tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về công tác phòng chống dịch, đồng thời không gây hoang mang. Và đến thời điểm hiện tại, đã thực hiện lan tỏa lên 3.701 lượt bài viết, trong đó có 2.759 lượt bài của các cơ quan báo chí Hà Nội. Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ra soát cho đổi với quản trị viên của một số nhóm trên mạng xã hội Facebook như là Bit Việt Nam phân đề nghị điều chỉnh bóc gỡ thông tin không phù hợp có thể gây hoang mang về dịch Covid-19 do thành viên đăng tải chia sẻ. Xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với một doanh nghiệp hoạt động thiết lập trang tin điện tử tổng hợp với hành vi không đăng tải nguyên văn chính xác nguồn tin vâng và nếu như có quy định cụ thể như thế này thì chắc chắn là các trang mạng xã hội của chúng ta cũng sẽ cẩn trọng hơn trước khi đăng bất cứ thông tin nào đúng không ạ à? Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đều đã cảm nhận được rõ một điều là COVID-19 không chỉ đơn thuần là vấn đề y tế, không chỉ đơn thuần là ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người, mà nó có thể định dạng lại cho trật tự thế giới liên quan đến chuyển dịch quyền lực hoặc là các vấn đề kinh tế vĩ mô toàn cầu. Lần gần đây nhất mà thế giới chúng ta đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới chính là năm 2008-2009 với cuộc khủng hoảng tài chính từ thị trường bất động sản của Hoa Kỳ, nền kinh tế lớn nhất thế giới và đã kéo theo một hệ lụy rất lớn về quyền lực chính trị trong quan hệ quốc tế cũng như nhiều lĩnh vực khác. Nhiều người đặt câu hỏi là liệu Covid-19 có thực sự sẽ trở thành một vấn đề toàn cầu, định dạng lại kinh tế vĩ mô của thế giới và sau đó là có vấn đề chính trị hay không? Thì trên báo tuổi trẻ cuối tuần, số ra tuần vừa rồi cũng có đề cập đến những hình dạng kinh tế của thế giới hậu Covid-19. Chúng tôi xin được chia sẻ cùng quý vị và các bạn một phần nội dung của bài báo này. Cụ thể trên một vấn đề sự kiện trang 14-15 của báo tuổi trẻ cuối tuần có bài báo những hình dạng của kinh tế hậu Covid-19, những suy giảm và cả hoảng loạn trên các thị trường tài chính lớn vì Covid-19 một tháng qua khi dịch bệnh ngày càng giống với một loại đại dịch toàn cầu làm nảy sinh nhiều tranh luận kinh tế vĩ mô. Phải chăng đây chỉ là bước lùi tạm thời hay sẽ là một cuộc suy thoái toàn cầu nữa? Nếu là cuộc suy thoái thì suy thoái do Covid-19 có thể tệ đến mức nào? Sẽ có những kịch bản nào cho tăng trưởng và hồi phục? Và cuối cùng, liệu là có tác động dài hạn về mặt cấu trúc với nền kinh tế với những gì đang diễn ra hay không. Dự báo tăng trưởng GDP ngay cả trong những giai đoạn bình lặng nhất cũng hiếm khi đáng tin và càng trở nên đáng ngờ khi hướng phát triển của virus, hiệu quả của nỗ lực phòng chống và phản ứng từ người tiêu dùng cũng như doanh nghiệp giờ là không thể chắc chắn, tạp chí chuyên về kinh tế và kinh doanh Harvard Business Review viết. Vì thế chúng ta phải nhìn vào các tín hiệu của thị trường, phải mô thức suy thoái và tăng trưởng các uh, cái kinh nghiệm từ trong lịch sử những cái cú sốc thị trường khi có dịch bệnh để ít nhiều nhận ra con đường phía trước. Nhưng dù nền kinh tế lớn có tránh được suy thoái hay không thì con đường phục hồi hậu COVID-19 sẽ phụ thuộc rất nhiều những cái yếu tố và nhân tố khác nhau như mức tăng trưởng trở lại của tổng cầu, cú sốc do dịch bệnh gây ra là ngắn hay dài và có độ vỡ về mặt cấu trúc với cả nền kinh tế hay không. Những cái bình luận chuyên sâu như thế này đã được đưa ra trên báo tù trẻ cuối tuần từ trước ngày hôm qua khi mà Tổng thống Mỹ đã quyết định là chặn tất cả chuyến bay hai chiều với châu Âu, báo hiệu một cái khủng hoảng rất lớn về mặt chứng khoán, tài chính và kinh tế. Những thông tin này quý vị có thể đọc trên báo tù trẻ cuối tuần trang 14 và 15.